Video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ôi, đứng lại nha! Trời ơi trời ơi! Đứng lại coi trời! Làm gì người nhỏ chạy nhanh dữ vậy trời! Trời đất ơi, tỉnh ra tôi mưa đang chơi gọi là đuổi bắt mọi người, mưa chạy nhanh quá. Đứng lại coi mưa! Cha, đứng lại coi! Nè! Đó, em đứng yên đó, nhất định sẽ bắt được em nha coi. Gì mưa? Hả? Cái gì vậy? Đầu kia có gì hả? Đâu đâu chị coi coi. Xin bác sói đừng ăn ai tụi con ơi. Tụi con chỉ là giấc bé râu bé nhỏ thôi. Nhưng sợ ơi, tụi con vừa mới lớn á, tụi con ăn gọi nhầm không ngon đâu, chứ đừng ăn con. Cái gì vậy? Ê quá à. Bé mưa, hình như đang có một con sói đang bắt nạt hai bạn gấu con đúng không? Ủa chết rồi, đây chính là đồng loại của tôi không thể nào. Ok, mình nghĩ bây giờ mình phải chạy tới cứu hai em ấy mới được. Ok, con sói kia đứng lại cho coi. Này, 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 bắt nạt. Này, bắt nạt gấu hả? Bắt nạt gấu tuyết hả? Này, mày thì bắt nạt này. Ây da, sao nó mạnh dữ vậy? Bum. Ủa, bên mưa em có sao không? Em không sao hả? Ủa, hai bé gấu tuyết nè. Hai bé có sao không vậy? Trời ơi, nãy là mình bị rơi vào tay sói, bây giờ mình rơi vào tay con người rồi. Bé gấu tuyết yên tâm, chị không có gọi là đánh hai bé gì đâu, thực ra chị cũng là gấu tuyết mà. Nè, thấy ta gì không? Dạ. Đó. Ủa, thật hả? Đó là, đây. Ủa, trời, bé mưa còn tặng cá cho mấy bạn gấu tuyết nữa. Ôi, đúng quá. Wow. Ủa mà khoan, sao hai em gấu tuyết hai em lại sống ở đây vậy? Ơi, hai em bị lạc mẹ nên bây giờ em phải tìm một xó để ngủ. Không ngờ sáng thức dậy bị con sói chặt đường, suýt nữa là bị ăn thịt rồi. May mà có chị cứu hai tụi em, nếu không chắc hai tụi em thành bữa ăn của con sói mất. Em không biết bữa mẹ em ở đâu, em cũng không biết nhà em ở đâu rồi. Trời ơi các bạn ơi, tôi nghe đồng loại tôi khóc lắm, tôi cũng thương lắm mọi người. Trời ơi, không ngờ mấy em lại có số phận đau khổ như vậy. Thôi, vậy thì sao đây bạn gấu ơi, mình đi đâu bây giờ? Mình cũng không biết nữa. Vậy thì thôi, bây giờ hai em gọi là sống ở tạm nhà chị được không? Ở nhà chị á? Đúng rồi. Nhà chị có băng không? Nhà chị có tuyết không? Băng tuyết à? Ha các bạn ơi, bây giờ gấu tuyết phải sống ở băng với tuyết chứ làm sao có thể sống nhà bình thường được. Hiện tại thì chị không có, nhưng mà nhất là chị sẽ xây cho em một ngôi nhà mới trong nhà chị được không nè? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, vậy thì chỉ có hai em thôi đúng không? Rồi, bây giờ hai em cùng về nhà với chị nha. Chị ơi. Hả? Gì vậy? Thật ra là còn có các em ở đằng trong. Đây nè chị, đây chị. Các bạn hãy đứng em vậy á. Đây nè. Ủa, đây là bạn của em hả? Thấy gì vậy? Đây mặt em nè, chỗ như này nè. Bọn em nè, vừa là em của bọn em nữa. Chị yên tâm đi, bọn em ăn ít lắm. Bọn em thì em hay ăn 5 con cá một ngày thôi. Còn các bạn của em bao nhiêu cá một ngày? Sao em có thể bảo các bạn ấy giảm xuống được? Cái gì? Một ngày ăn 50 con cá? Trời quỷ thần ơi. Cái này 50 con. Em biết chị là một người tốt. Chị nuôi bọn em rồi thì chị nuôi cả các bạn đi. Các bạn ấy ngoan lắm, các bạn ấy không nghịch hư đâu. Trời ơi, cái gì trời, tôi tưởng đúng hai con tôi nhận nuôi, vậy nuôi nguyên dòng họ luôn á mọi người. Trời ơi, dễ thương quá chết mất. Thôi được rồi, chị sẽ nhận nuôi hết mấy em được chưa, được chưa? Có người nhận nuôi rồi, có người bán bỏ rồi. Đi thôi bạn ơi, đi thôi. Mấy người bạn em chỉ chừng này thôi hả em? Chừng này thôi, em không có nhờ bạn này đâu, em ít nhá. Ok bé mưa, chúng ta cùng dẫn mấy bạn này về nha. Ok, được không? Ủa sao không chịu? Trời đất, cả bé mưa ghen này. Thôi mà bé mưa, chứ sao mấy em ấy cũng là đồng loại của chị mà, chị không thể bỏ đồng loại của mình đi được. Thương nha. Ok, được không? Rồi, thương bé mưa quá à. Check in ngay, nhận quà liền tay. Tới ngay Shop Hero bốc thăm để nhận những phần quà hoàn toàn miễn phí và cơ hội giảm giá lên tới 30%. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 tại các cửa hàng của Shop Hero nha. Rồi ok, mời bé gấu tuyết đi theo chị nha. Đây.
nha mấy bạn ơi. Đây đây đây, chị giới thiệu với em, đây chính là làng heo tim của tụi chị nè. Đó. Ừ, thấy chưa, thấy chưa? Ôi, làng này không có tuyết mà. Nó chưa là không có tuyết, nhưng mà chị lát nữa chị sẽ đi kiếm tuyết cho mấy em xây nhà nha. Đây là chị đào ra cho mấy em chạy qua nè. Ủa mấy em leo được hả? Ủa dữ vậy? Leo được mà trời. Ủa mấy bạn em leo được không? Leo được thôi, còn các bạn em đi đây, đây 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 đây. Đó mấy bạn đi theo nè. Đó đây 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 đây. Đi theo nha. Đó. Rồi ok, giới thiệu với mấy em gấu tuyết siêu cô ta. Đây chính là ngôi nhà của chị nè. Đó. Ok ok. Ôi, nhà chị màu xanh này như kiểu ngôi nhà băng ý. Trời. Đúng rồi đúng rồi. Đây 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 đây. Mấy ơi dẫn mấy bé đi vô nè. Và đây là bên trong ngôi nhà của chị nè. Đó mấy em cứ vô nha. Đó đó đó. Em ơi sao mùi thơm vậy? Ủa sao cái bàn này mùi thơm vậy? Mùi bàn này mùi thơm lắm luôn á. Thử coi, tạm thử coi. Ngầm. Cái bàn này nó là cái bàn như vậy tuyết đâu nha. Trời ơi đừng có ăn nha, nó hại lắm á. Đó. Em ăn thì ngon mà. Ờ gì kỳ vậy ta? Vậy mấy em ăn thấy ngon à? Ủa các bạn mình nhắc là gấu tuyết là ăn gì, là ăn cá mà sao lại ăn bàn? Mưa ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Đây đây đây, mưa cho mấy bạn gấu tuyết ăn cá đi nè. Đó mưa cho đi ăn nè. Đây 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 đây. Đó. Ăn đi nha, ăn đi nha. Đấy, ok ok. Mà quên các bạn ơi, tính ra gấu tuyết phải sống ở gọi là chi ta tuyết mà bây giờ làm sao sống ở trong nhà mình được đúng không ta mọi người? Lo quá. Ờ mấy em có đói thấy gì không? Mấy em ơi. Dạ có. Nói hả? Mấy không ăn nhiều rồi nhưng mà em vẫn thấy đói. Ờ thế à. Đây 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 đây. Đó mấy em ăn ngoan nha. Nhâm 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 nhâm. Ủa? Mấy em ơi. Ủa mấy em sao vậy? Mấy em sao vậy? Hả gấu tuyết? Nhức đầu quá. Em chóng mặt quá. Hình như chỗ này nó không đủ lạnh. Chết rồi giờ sao vậy? Bây giờ trong người chị không có tuyết giờ sao vậy bé mưa? Ôi, ủa có băng nè. Ồ, có băng nè mấy em ơi. Băng này. Đây đây. Ôi trời bé mưa có tuyết các bạn ơi. Hên quá. Đây 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 tuyết cho mấy em nè. Đó được chưa? Đấy. Wow, bé quá. Mát quá. Hên quá. Thôi, mấy bé gấu tuyết, mấy em cứ tạm thời gọi là sống dưới lớp băng này nha. Bây giờ chị với bé mưa sẽ đi kiếm gọi là nhiều tuyết và nhiều băng để xây nhà cho mấy em nha. Được không nè? Được. Trời ơi, mát quá. Rồi rồi, ok, đi ngoan nha. Rồi, ngoan nha. Mát quá. Nhớ về sớm nha, nhớ đâu á. Sau cái băng này nó tan ra là bọn em lại không có nhà kho. Là em chóng mặt lại yếu quá. Rồi, chị biết rồi. Ủa, bé mưa. Ủa, mưa đâu rồi? Mưa ơi. Ủa? Trời, em đây à. Ok, bé mưa, bây giờ chị với em sẽ đi kiếm tuyết và băng để xây nhà cho mấy em bé gấu tuyết này nha. Được không? Rồi, ok. Ok các bạn ơi, hành trình đi kiếm gọi là gì ta? Tuyết và băng của bé mưa của mình xin được phép bắt đầu nha mọi người. Ok, đi thôi mưa, đi, let's go. Ok, bây giờ mình với bé mưa sẽ đi xây nhà cho những bé gấu tuyết tội nghiệp thôi. Ok, đi thôi. One hour later. Ú là trời mọi người, mình với bé mưa đã tới một cái núi toàn là tuyết luôn mọi người ơi. Chà chà, nhiều tuyết như thế này, chắc chắn những bé gấu tuyết sẽ rất là thích cho coi đúng không mưa? Trời bé nó lắc đúng lâu á. Rồi ok, đào tuyết thôi nào. Let's go. Bum. Ok, các bạn gấu tuyết chờ chị xem nha. Ok, đào nè. Đây. Ok. A few moments later. Rồi ok, đã về nhà rồi em ơi. Ủa sao giờ em mệt hả? Trời ơi, thương bé mưa của tôi quá mọi người. Gọi là mất công đào, gọi là tuyết cho tôi. Bé mưa mệt quá, trời ơi, thương nha. Lát nữa chị về cho bé mưa ăn nha, ok. Rồi, đi về nha. Trời ơi, chắc chắn mấy bạn gấu tuyết chắc cũng đang gọi là rất là hạnh phúc ở trên, gọi ở những lớp tuyết của bé mưa. Với lại là chắc cũng đang ngủ ngon rồi mọi người. Trời ơi, đi vô này, mưa vô này. Các bé gấu con ơi. Chị gái bây giờ em phải cùng tụi em đi chị gái ơi. Bum bì cà bum ding chip bum bum chip bum 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 chip. Có rất là nhiều sức mạnh. Chúng ta phải mạnh thì chúng ta đi. Ôi,
trời. Trời đất ơi, mới bình tĩnh, mới bình tĩnh. Trời ơi, mưa trầm cảm rồi mọi người, trời mưa trầm cảm. Thôi không sao, không sao. Trời đất ơi, tôi từ trước tới giờ chưa thấy mấy bé gấu tuyết nào lầy lội như vậy luôn á mọi người. Được, mấy em rất là dễ thương. Rồi, bây giờ mấy em cứ ngồi đây quậy nha. Có gì chị với mưa sẽ xây nhà cho mấy em nha, được không? Dạ. Bé ăn. Bé mưa, chị sợ tiếng ồn thôi nên bé mưa gọi là không muốn em quậy thôi, mình thông cảm nha. À đây chị, đây chị có cá này đó, đừng giận nha. Đó. Dạ, có gì mà em cứ ăn đi nha, chị đi xây nhà nha. Ok. Ui da. Sao tát chị? Trời mưa sợ đúng không? Trời đất ơi, giật tình á. Thôi không sao, mấy bé mưa đấy, mấy bé gấu tuyết cũng dễ thương mà đúng không? Trời lắc đầu mạnh luôn á mọi người. Thôi bé mưa, bây giờ chị và em sẽ cùng đi xây nhà gấu tuyết nha. Ok. Được chưa? Rồi, ok, đi theo chị nè. Ok các bạn ơi, nhiệm vụ thứ hai của mình đó chính là sẽ xây nhà cho mấy bé gấu tuyết này. Trời đất ơi, nhìn nó chạy kìa. Trời đất ơi, gấu tuyết nó chạy nhanh hơn mình luôn mọi người ơi. Trời đất ơi. Chúng ta không có nhạc để quậy thì chúng ta sẽ tự tạo tiếng âm thanh để quậy. Bum chi cắp bum. Trời đất ơi. Oh yeah. Oh my god. Tôi thề với các bạn, lát nữa là cái nhà tôi thành gọi là gì, thành một cái bãi chiến trường luôn mọi người. Rồi ok, mình nghĩ ở sau nhà mình cũng khá rộng nên mình quyết định sẽ xây gọi là một sân tuyết ở sau nhà mình luôn nha mọi người. Ok mưa. Được không? Rồi bây giờ chị sẽ đi xây một cái ngôi nhà gấu tuyết, còn em sẽ lấp tuyết lên nha. Ok. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ xây gọi là ở chị ta một cái vườn nhà gấu tuyết cho mọi người. Mình biết là bé ấy rất thích gọi là sống chỗ nào rộng rãi nên mình sẽ xây một ngôi nhà thật là rộng rãi luôn nha mọi người. Ai chết rồi, cái này thấp quá. Đây, bây giờ mình sẽ xây gọi là ba lớp nha mọi người. Đó, cho nó cao xíu đó, cho mấy bé có thể là nằm ngủ thoải mái các kiểu coi nào điệu. Đấy, ok. Và tiếp theo mình sẽ xây một gọi là cái cửa nhỏ đây. Đấy, mình biết là chắc chắn lúc nào cũng phải có một cái cửa nhỏ để cho mấy bé gọi là chui vô dễ dàng, à để che gọi là tác động ở bên ngoài mọi người. Ô trời đất ơi, em định là đừng mơ, cái chỗ đây là chỗ nhà của chị. Em lắp lại đi em. Cái này là nhà mình làm gì là chết chị em ơi. Chết chị thật sự luôn á mưa. Đấy ok, mình sẽ lắp chỗ này vô nè. Đấy, và mình sẽ cho cái chỗ này một cái hang nhỏ. Tan hợp lý liền. Trời ơi, 10 điểm. Đấy. Ủa, mấy bé làm cái gì vậy? Trời đất ơi, nhìn lén tôi làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Còn nhìn lén thì nữa chứ. Trời đất ơi, có ai làm gì đâu hả trời. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ lấp một đống tuyết ở đây. Đó, cho mấy bé gọi là lăn qua lăn về và chơi đùa mà mọi người. Đấy, ok. Đó, ok, đấy. Mưa à. Ô, cái cửa này hợp lý nha. Ô, đỡ mất công đi ra ngoài, hợp lý á mưa. Hợp lý. Trời, bé mưa 4.0 có khác không mọi người. Trời, lắp cái cửa tự động luôn mọi người. Đấy, và tiếp theo mình sẽ cho thêm gọi là một số lớp băng để cho mấy bé gấu tuyết của tôi gọi là trượt băng ở đây luôn. Đó, đây. Trời, nói chung là các bạn có thấy ai thương đồng loại của mình như tôi không? Đấy, thương mấy bé gấu con nhất trên đời. Đó, ok. À mà không biết các bạn nào là gấu con của Sim không thì cũng đừng có bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Đấy, ok. Đó, trời đất ơi. À mà quên, tức là đầu video mình quên chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Ok, thì xin chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng khi các bạn xem video này nha. Ok, quên mất. Trời ơi, quên chúc năm mới. Trời đất ơi. Nói chung là mỗi video của tôi sẽ chúc các bạn năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc. Đấy, ok. Đấy, trời ơi, cái sàn tuyết nhìn hơi hấp dẫn nha mọi người. Rồi sẽ đặt thêm gọi là một cái lớp tuyết nữa để mấy bé gọi là lúc mà trường là không bị ngã vấp không mọi người. Đó, trời đất ơi, thêm cái khối băng nữa, bé mưa tâm lý dữ. Ôi. Trời đất ơi, biết nhìn lén tôi xây luôn á hả? Trời, bé con tuyết này cũng ghê dữ ha. Trời ơi. Trời sao tôi thấy mấy bé này ngựa nha mọi người. Mình tưởng gấu tuyết sẽ gọi là nét na thùy mị. À mà khoan, cái đó tính cách của tôi cũng đâu có nét na thùy mị đâu, đương nhiên phải bựa rồi đúng không mọi người. Đó, trời, mấy bé này hợp gu tôi. Trời, gu chị nha mấy đứa. Đấy, rồi đó. Trời ơi, nguyên một cái chỗ trượt băng nè. Thấy chưa, đấy. Và chỗ đấy sẽ chỗ cho mấy bé lăn xả, lăn tới, lăn lui, lăn gọi là lăn hết cả gọi là cái vùng đất này luôn. Đấy, hợp lý liền. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ lớp thêm mấy cái lớp tuyết nhỏ nhỏ nữa. Đó, trời ơi, mấy bé phải thích chỗ này của chị liền và ngay lập tức luôn á nha. Đấy, ok.
Đó, bùm 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 bùm. Đấy, trời ơi, hợp lý. Trời ơi, em còn đặt nhiều cho những bé gấu tuyết luôn á, Mưa. Trời đất ơi, thương dữ vậy. Trời, tính ra với Mưa cũng thương gấu tuyết. Gọi là cũng thương gấu con của mình phết mọi người ơi. Đấy, ok, ok. Chúng ta đã gọi là các bạn xây chỗ này hợp lý rồi đó mọi người. Trời đất ơi, một vùng ngoại lá gì ta, một vùng ngôi nhà tuyết. À trời, bé Mưa ơi, gấu tuyết làm gì biết mở cửa. Trời ơi, làm sao mở được. À mà khoan, tối nay mấy con mấy bé gấu con của tôi cũng là si tinh lắm mọi người. Biết quậy mà chẳng lẽ không biết mở cửa đúng không bé Mưa? Ờ ha, hợp lý chị. Gấu con 4.0 mà trời ơi, quê mùa quá mọi người ơi. Trời ơi, tụi mấy bé gấu con gọi là không biết gì hết trơn á mọi người. Đấy, ok ok. Rồi, bùm 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 bùm. Đấy, trời đất ơi, giới thiệu với tất cả các bạn gọi là gấu con. Đây chính là ngôi nhà gấu tuyết siêu cute hột me luôn mà cực kỳ mát mẻ luôn nha mọi người. Rồi, ok ok, bây giờ đi khoe với bạn gấu con thôi. Rồi đi thôi Mưa, let's go. À mình có cái chỗ này mà, đây. Đi qua đây Mưa. Đi qua đây. Rồi, mấy bé gấu con ơi, gấu tuyết ơi. Hello. Mấy bé ơi. Rồi. Chị chào em nha. Bây giờ chị và Mưa đã xây xong gọi là tác phẩm. Ồ. Trời ơi, giật mình. Đừng khóc, không phải như vậy đâu. Bây giờ mấy bé đi theo chị nha, chị có một món quà bất ngờ dành tặng cho mấy bé nè. Đây, đi theo chị nè. Đây. Đúng rồi. Quà này là gọi là của gì ta? Chị với bạn gọi là bé Mưa làm ra. Đây chuẩn bị nè. 3 2 1. Chị sẽ cho em ăn con cá mập đúng không? Em thích cá mập. Xin giới thiệu với em, đây chính là ngôi nhà cho mấy em nè. Thấy chưa? Đây và đặc biệt bên trong này còn gọi là có cửa tự động luôn nè. Thấy ghê chưa? Đó. Trời ơi, mấy em tha hồ gọi là được bảo vệ chứ không sợ gọi là sói hay là gọi là con người bắt nạt nữa. Đấy. Chị ơi. Ơi. Bọn em có tổng cộng là 7 bạn mà có 2 cái giường á. Bảy bàn hai đây để chị cho. Đây cho mấy em muốn bao nhiêu cái giường được đây. Ok, 7 bạn đúng không? Đây để chị đặt cho. Đấy 2 3 4 5 6. Đây, đó đặt full giường luôn cho mấy em nằm gọi là gì ta? Hết sảy luôn. Đó, đủ chưa? Đấy. Đủ rồi. Cái giường nằm rồi. Đó, ok, hợp lý chưa? Trời ơi, Mưa còn tâm lý cho gọi là nước cho mấy bạn gấu tuyết tắm luôn nè. Đấy. Thích chưa? Đấy. Trời đất ơi, các bạn ơi, nhìn bé, những bé gấu tuyết của mình đang rất là hạnh phúc luôn mọi người. Trời ơi, thích quá. Rồi, mấy em thì sao? Có được chưa nè? Được chưa? Mấy em cũng vậy. Mấy em nhất cũng cảm ơn bé Mưa nha, bởi bé Mưa cũng xây dựng cho mấy em á. Đó. Cảm ơn bạn nha, cho mình chơi cùng nha. Cảm ơn bạn luôn nha. Trời đất ơi, thương dễ sợ luôn. Thôi mà mấy bé gấu tuyết cũng thương em mà, em cũng đừng có sợ nha. Ok, được chưa? Trời ơi, dễ thương quá. Ok các bạn ơi, thì video hôm nay mình đã gọi là xây xong một ngôi nhà gấu tuyết cho những bé gọi là gấu con tội nghiệp bị bỏ rơi mọi người. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Các bạn muốn mình gọi là tiếp tục nuôi những bé gấu con này không? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới luôn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, và chúc mọi người thật tốt đẹp. Bye bye, nha. Bye bye. Và đây giới thiệu với em đây. Dạ. Đây là bạn Mưa. Giới thiệu với em đi lên. Tôi có điểm. Tôi có điểm một điều nha. Bé Mưa kia không có đuôi nha. Bé Mưa khác nha. Ôi đây, cục tẩy. Đó là mờ rêu đó xin. Mimi. Bé mờ rêu nhìn bé mờ phát kiểu mày giảm lạ, tao hơi bị lâu ấy. Mới cảm giác bị đơ mọi người kiểu. Ra coi lời do tốt thì ra chị tìm bé mờ phát.